Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Lưu Mang à, Lưu Mang, ngươi làm sao lại chết trẻ như vậy? Thật là trời cao đố kỵ anh tài mà. Ngươi gọi ai là Lưu Mang đó? Hắn là cha của ta. Hả, xin lỗi, ta có vị bằng hữu tên là Lưu Mang, ta còn tưởng là trên cáng là hắn. Ngươi coi ta là đồ ngốc à? Có người bình thường nào đặt tên là Lưu Mang hay không? Nếu không phải là vội vàng đi bệnh viện, ta tuyệt đối là không tha cho ngươi. Tên Lưu Mang thì làm sao chứ? Tên Lưu Mang thì làm sao chứ? Ảnh hưởng gì tới nhà các người? Đúng là đồ không có văn hóa. Lưu Mang, ngươi còn sống thật là tốt quá. Đại ca, ngươi là ai? Làm sao lại biết ta? Ta không mua xe, không mua phòng, không mua bảo hiểm. Bản thân cũng nghèo rất mông tơi. Ngươi không cần phải lãng phí thời gian làm gì. Đừng hiểu lầm, ta không phải là tới bán hàng. Tên của ta là Lý Vũ Quả, vừa tới Long Kinh không lâu, muốn ở đây thuê gian phòng. Nhìn dáng vẻ của ngươi là người ở nơi này đi. Có thể mang ta đi tham quan một chút được hay không? Nhưng mà ta không có quen biết ngươi. Gặp mặt nào quen biết, nhiều thêm một bằng hữu không phải là tốt hơn à? Huống chi, ngươi cùng tên với bạn của ta, đây không phải là duyên phận hay sao? Đừng cố kéo ta. Thật là một kẻ kỳ quái. Thế mà đi theo tới nhà của người khác, sẽ không phải là muốn nhân cơ hội này bắt cóc cướp đoạt tài sản đó chứ? Hiện tại báo cảnh sát cũng không kịp nữa rồi, nhưng mà trong nhà cũng không có gì đáng để trộm. Không sợ kẻ trộm, chỉ sợ nhớ thương. Vừa lúc để hắn nhìn xem mà từ bỏ đi. Nơi này là nhà của ta. Vì cái gì ngươi muốn cùng nữ nhân kia đính hôn? Chẳng lẽ ta không thể nào thỏa mãn được ngươi hay sao? Ta toàn tâm toàn ý yêu ngươi như vậy mà. Ca tốt của ta, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng dùng máy tính của ta chơi mấy thứ đó. Không có cách nào, ai bảo máy của ngươi tốt hơn máy của ta chứ? Trương Phi, hắn làm sao lại ở nơi này? Đúng rồi, vừa tới Long Kinh ta cùng hắn thuê chung nhà. Gia hỏa này cũng là yêu thích văn học mạng, cơ mà hắn làm diễn viên lồng tiếng. Bởi vì giọng nói lon mịn, chuyên lồng tiếng cho mấy con game tình cảm huynh đệ, ở trong giới hủ lữ cũng có không ít fan. Sau đó kiếm được tiền liền tự mình dọn ra ngoài ở, nghe nói phát triển còn không tồi. Hắn ở tại nơi này, nói cách khác, đây là thời điểm ta vừa mới tốt nghiệp đại học, năm đầu tiên dọn tới nơi này. Cũng chính là cách lúc gặp Diêm Vương gia 4 năm. Không cần phải nhỏ mọn như vậy, nếu viết tiểu thuyết cũng sẽ không có nữ hài tử nào thích, không cần phải lo bị hiểu lầm. Viết tiểu thuyết thì làm sao, đừng có khinh thường người khác. Nói cho ngươi biết, ta vừa mới ký một hợp đồng với một trang web, mỗi tháng tiền thưởng cần mẫn là 1.000. Nếu làm tốt, nói không chừng là có thể được chia ít nhất là 2.000. Là quyển giáo hoa mạnh nhất bảo hộ ngươi, đi 80 vạn chữ mới có 100 fan. Chú định nằm liệt giữa đường, không bằng đổi nghề sớm một chút. Tới cùng học lồng tiếng với ta, trừ bỏ tiền điện, tiền nước, tiền thuê nhà, còn có thể lưu lại không ít. Quan trọng nhất là có thể nhận thức không ít em gái xinh đẹp. Bớt nói nhảm, mọi chuyện khởi đầu đều có chút khó khăn, ta tin tưởng chỉ cần kiên trì, tiểu thuyết của ta nhất định là có thể đăng đỉnh. Hắn nói không sai. Người này là ai? Hắn nói là tới xem phong. Viết tiểu thuyết, mạng tựa như là kim tự tháp, mọi người đều chỉ thích xem các tác phẩm ở đỉnh của kim tự tháp. Tuyệt đại đa số còn lại chỉ có thể trở thành hòn đá xây dựng ở lên kim tự tháp. Người hiện tại còn trẻ cho rằng chỉ bằng một thân nhiệt huyết là có thể tạo ra kỳ tích hay sao? Nhưng lại qua mấy năm, nhiệt huyết tới mấy cũng sẽ bị hiện thực dập tắt. Chờ đến lúc người nghèo không có cơm để ăn, lại muốn đổi nghề thì sẽ phát hiện ra bản thân đã bị thế giới đào thải. Kết cục cuối cùng rất có khả năng là giống như những người dưới lầu kia nói, hoang phí cả đời, chết nơi đất khách quê người. Cho dù là như thế, ngươi còn muốn kiên trì hay không? Ta muốn kiên trì.
Ta tin tưởng là ngà vàng thì sớm muộn gì cũng sẽ sáng lên. Quan trọng nhất đây chính là ước mơ của ta. Dù có vỡ đầu chảy máu, ta cũng tuyệt đối là không lay động. Không hổ là ta. Cái gì cơ? Đây là thứ gì? Viết văn mạng quan trọng nhất là ý tưởng. Đây là lúc trước ta nhàn rỗi không có việc gì từng viết qua. Hiện tại không viết nữa. Tặng cho người, hy vọng có thể giúp người đạt được chút minh cảm. Đại Kim Phong Vân Nục. Người này làm sao mà ngưu bức như vậy? Cơ mà làm nhân tốt ta thích. Đây đều là con đường chính. Đều là con đường chính người lựa chọn. Vậy liền lớn mật tiến về phía trước đi. Cơ mà ta so với hắn cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Thay vì lo lắng cho người khác, vẫn là giải quyết vấn đề ấm no trước cho bản thân đã. Đúng rồi, chữ vật không gian. Người chơi trở lại thế giới cũ, chữ vật không gian đã được dọn sạch. Tới chữ vật không gian cũng dọn sạch, thật là đuổi cùng giết tận mà. Tiểu bằng hữu, ca ca xem người cốt cách thanh kỳ là kỳ tài tu luyện. Ca ca liền dùng quyển Quỳ Hoa Bảo Điển này đổi lấy xúc xích nướng của ngươi có được không? Ây mẹ ơi! Tiểu tử thối, từ đâu tới? Thế mà dám lừa con trai của ta? Cốt cách thanh kỳ đúng không? Võ công bí tịch đúng không? Xem ta đem ngươi đánh thành xúc xích nướng. Đại tỷ, ngươi nghe ta giải thích. Vãi cả Quỳ Hoa Bảo Điển. Con trai! Sao lại thế này? Xe của ta. Đây là do tên khốn nào làm? Xin lỗi, vừa rồi tình thế cấp bách, ra tay có chút quá mức. Xe này ta vừa mới đổi, đã bị ngươi biến thành dạng này. Mau bồi thường, không đủ 10 vạn 8 vạn thì ngươi đừng hòng được đi. Tên nghiện rượu đáng chém ngàn đao nhà ngươi, thiếu chút nữa là đụng trúng con trai của ta. 10 vạn 8 vạn đúng không? Ta hiện tại liền báo cảnh sát. Ta sai rồi, ây tha cho ta đi. Tiểu tử, nhìn không ra ngươi còn trẻ mà lại là cao thủ võ lâm. Kim Bảo Nhi, mau cảm ơn thúc thúc. Cảm ơn thúc thúc. Vừa rồi nếu không có người, con trai của ta liền. Ta phải làm sao để cảm ơn ngươi đây? Ây chuyện nhỏ mà thôi, không đáng để nhắc tới. Không được, vợ chồng chúng ta chỉ có mình đứa con này, ngươi cứu thằng bé chính là đại ân nhân của cả nhà chúng ta. Nhà ngươi ở đâu, ta nhất định là sẽ dẫn theo cha của thằng bé tới cửa cảm tạ. Cái đó, thật ra thì ta vừa mới tới Long Kinh, còn chưa tìm được chỗ ở. Là vậy sao? Cái này thì dễ xử lý, ngươi đi cùng với ta đi. Tòa nhà này là lúc giá thấp ta mua lại. Vốn dĩ muốn chờ phá bỏ di rời, nhưng mà tới giờ cũng chưa bị phá, cho nên ngày thường liền cho thuê. Phòng ở cũng không tồi, có 2 phòng ngủ 1 phòng khách, đồ dùng điện nước đầy đủ, người thuê trước vừa mới dọn đi. Chỉ là có chút hơi cũ, nếu người không chê có thể ở tạm nơi này. Không chê, so với nơi ta ở trước kia còn tốt hơn nhiều. Chính là ta hiện tại trên người không có tiền, tiền thuê có thể chờ đến cuối tháng được không? Người là ân nhân cứu mạng của con trai ta, sao có thể tính tiền được? Người cứ ở đây đi, khi nào thích trả thì trả. Vậy ta liền không khách khí, chờ ta có tiền thì trả cho A-Z. Ồ, tiểu ca ca là người mới tới. Lớn lên cũng đẹp trai đó. Ta là Lệ Hoa liền ở tầng dưới. Về sau, ngươi chính là hàng xóm của ta, xin chiếu cố nhiều hơn. Đi đi đi, cách cả một tầng tính là hàng xóm gì chứ? Chương gì đừng để người ta mà. Tiểu huynh đệ ta nhắc nhở ngươi, ngươi ở nơi này cũng không bình thường. Không có việc gì thì đừng để ý đến họ. Nếu có người tìm ngươi gây phiền toái có thể nói cho ta, ta giúp ngươi xử lý. Đã biết, cảm ơn chương gì. Vấn đề chỗ ở đã giải quyết. Nhưng mà áo cơm ngủ nghỉ mọi thứ đều tốn tiền, không thể nào duỗi tay vay chương gì được. Lý Vũ quả ta ở thế giới nào cũng là tiêu tiền như nước, trọng nghĩa khinh tài. Thế mà cũng có ngày vì tiền mà phát sầu. Đều là do lão già kia, một cái hách cũng không lưu lại cho ta. Lên mạng xem có cách gì kiếm tiền hay không.
Chờ đã, ngày 23 tháng 5. Ta nhớ rõ một năm này, những gã khổng lồ ở trên thị trường chứng khoán kiếm được rất nhiều tiền. Nửa đầu năm, thị trường chạm đáy, rồi tới nửa cuối năm lại điên cuồng tăng lên. Có mấy gã, cổ phiếu tăng gấp vài lần, lúc ấy ta không kịp thời đầu tư, hối hận không kịp. Đây còn không phải là hack tốt nhất hay sao, hiện tại đầu tư chắc chắn là sẽ kiếm bội tiền. Nhưng tiền vốn kiếm từ đâu đây? Ông trời, ngươi đây là đang chơi đùa ta đúng hay không? Ta sai rồi, coi như là ta chưa nói gì. Là từ bên kia truyền tới. Mọi việc đều chú trọng qua trước có sau, nơi này là ta phát hiện trước, còn xin đạo hữu tuân thủ quy củ. Người xưa có câu kính trên nhường dưới, lão nhân ta cũng đã có tuổi, tu hành không dễ. Các hạ không bằng tạo thuận tiện, linh thạch này hai chúng ta dùng chung được chứ? Nếu ngươi đã có tuổi, vậy tự nhiên là biết linh thạch đối với người tu hành quan trọng như thế nào, há có chuyện dùng chung. Nhiều lời vô ích, xuất thủ đi. Xin chỉ giáo. Hai người này ăn mặc như này, hơn nửa đêm còn quay phim cổ trang. Người nào? Người xin lỗi đã quấy rầy, ta đi ngay đây. Định chiếm linh thạch xong thì chạy, đừng nghĩ trốn. Đại uy thiên long. Bắn ngược. Ta không phải là cố ý, phản xạ có điều kiện. Tiểu hữu đừng vội, người nọ là xuất khiếu kỳ tu luyện giả, chỉ hơn 100m chưa đủ để hắn ngã chết. Xuất khiếu kỳ, liên đại này cũng có người tu tiên. Tiểu hữu không biết, cái này ta bế quan nhiều năm, không lâu trước đó mới xuất quan, không nghĩ thế gian đã thay đổi thành dạng này. Hóa ra là lão tiền bối, tiểu đạo hăng thúc, tiểu đạo thăng húc. Tiền bối có nghe nói qua pháp tướng tam giai? Ta mà nói chưa từng nghe qua chẳng phải là mất mặt, có chút nghe nói không quá hiểu biết. Thiên địa đại đạo luân hồi không ngừng, chính pháp, mạt pháp, diệt pháp, ba cái thời đại không ngừng thay đổi, giống như là một quả pin khổng lồ, mà linh lực chính là lượng điện bên trong. Chính pháp thời kỳ thiên tài địa bảo ở trong thiên địa đâu đâu cũng có, linh lực dồi dào, là thời kỳ lý tưởng cho tu luyện giả. Thời kỳ mạt pháp, linh lực suy yếu, thiên địa dung chuyển. Các đạo nhân mã vì muốn chiếm lượng tài nguyên quần lại làm của riêng, dẫn tới chiến tranh liên miên. Đợi tới thời kỳ diệt pháp, linh lực hoàn toàn khô kiệt, toàn bộ thế giới lâm vào trạng thái hắc ám. Chỉ có thể chờ đợi tới khi linh lực khôi phục. Hiện giờ đã hơn 1.000 năm thời đại mạt pháp, hơn nữa 100 năm gần đây. Khoa kỹ tiến bộ vượt bậc, người người tôn trọng khoa học. Đem mọi thứ không cách nào giải thích đều coi là thứ kỳ lạ cùng với mê tín, cho nên tu luyện giả vì tránh cho phiền toái, không thể nào không ẩn giấu ngủ đông tu hành. Thì ra là thế. Chẳng trách không được sau khi ta xuất quan chưa từng thấy tu sĩ nào cả. Theo như lời ngươi nói, hiện giờ linh lực ở trong thiên địa mỏng manh, các ngươi dựa vào cái gì để đăng lên tu vi? Từ khi linh lực khô kiệt, tu luyện giả chúng ta có thể nói là bước đi gian nan. Linh thạch còn sót lại ở trong thiên địa chính là con đường duy nhất để tăng lên tu vi. Vừa rồi ta thấy chỗ này ẩn hiện linh quang, đoán chừng là có cực phẩm linh thạch, không ngờ người kia đã tới sớm hơn một bước. Ít nhiều có tiền bối tương trợ, linh thạch này liền đưa cho ngài làm lễ, làm tạ lễ đi. Cái này không thích hợp. Có thể kết bạn với tiền bối là vinh hạnh của ta, nếu không có tiền bối hôm nay ta chỉ sợ là không cách nào mà toàn thân rút lui. Đúng rồi, đây là danh thiếp của ta, nếu tiền bối không chê có thể tùy thời tới chỉ giáo. Tịnh đường phong thủy phòng làm việc, thăng húc đạo trưởng. Nhìn không ra lão nhân gia kia còn là phong thủy đại sư. Cái gì? Phí cố vấn đã 10 vạn, lão đầu này có tiền như vậy? Sớm biết thế vừa rồi nên kiếm một chút, linh thạch này lại ăn không đủ no bụng. Đã trễ thế này rồi ai vậy?
Ngài, cơm hộp đã tới. Ta không có gọi cơm hộp. Chúng ta là cửa hàng mới khai trương, miễn phí ăn thử, xin hãy mở cửa. Miễn phí ăn thử, thực sự. Hello tiểu ca ca, cô nà. Gặp ban ngày chúng ta mới gặp nhau mà. Người ta lớn lên xinh đẹp như vậy, ngươi chẳng lẽ đã quên. Ta nhớ ra rồi, ngươi họ Vương. Vương. Vương bà bán dừa, thích khoe khoang chính là cô đi. Gia hỏa này có phải là cố ý hay không? Bản cô lương nhan sắc tuy rằng kém, nhưng mà nữ minh tinh với hot girl kia. Nhưng ở tòa nhà này, nam nhân nào nhìn thấy ta chân đều mềm nhũn ra. Ta không phải là họ Vương mà là họ Dương, là nhân viên massage. Người chuyển nhà cả một ngày nhất định là rất mệt mỏi đi, tỉ tỉ giúp ngươi massage một chút, cực kỳ thoải mái đó. Không cần, mẹ ta nói xấu sẽ lây lan. Ta không muốn biến thành quỷ xấu xí. Ta xấu? Ngươi đúng là mắt chó mà. Không được, tiểu tử này không dễ xử lý, căn bản chính là một kẻ khó xời, ta phải nhịn. Mẹ ngươi đùa ngươi mà thôi, hơn nữa tỉ tỉ ta đây chính là một đại mỹ nữ. Ở quê, người theo đuổi ta có thể xếp hàng từ đầu thôn tới cuối thôn. Lại nói cho ngươi biết một bí mật, tỉ tỉ ta biết pháp thuật đó. Pháp thuật? Không sai, đôi tay này có thể trị bách bệnh, chỉ cần để ta ấn 2-3 phát, kẻ ngốc cũng có thể biến thành thông minh. Thật sự muốn massage. Quả nhiên là đồ ngốc. Ngồi vào bên kia đi. Đôi mắt nhắm lại, pháp thuật không thể nào để người khác nhìn thấy. Được, chuẩn bị xong rồi chứ? Xong rồi. Có ai không cứu với, ở đây có tên lưu manh. Ai? Kẻ nào là lưu manh? Là ai chơi lưu manh? Chính là hắn. Buổi tối bắt người ta tới phòng của hắn massage. Ai ngờ mới ấn một cái, hắn liền động thổ động cước với ta. Còn ấy, xem ngươi lớn lên mặt mày sáng sủa, không ngờ lại là một tên xúc sinh. Lão tử phế đi ngươi. Đừng, mọi người đều là hàng xóm. Ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy. Ta không muốn đem chuyện này làm lớn. Được rồi, hôm nay tạm tha cho ngươi. Cơ mà đừng nghĩ như vậy là đã xong. Ngươi khi dễ người ta phải trả giá một chút đại giới. Lệ hoa tiền thuốc men, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, tổng cộng là 10 vạn không quá nhiều đi. Trong vòng 3 ngày đem tiền chuyển vào tài khoản này, bằng không ngươi liền biết hậu quả. Ta còn tưởng là cái gì, hóa ra là bẫy tình yêu, một chút ý tưởng mới cũng không có. Ngươi nói cái gì? Hồ ca, người này đầu óc không có chút dị tật, đừng chấp nhặt với hắn. Ta xem hắn chưa thấy quan tài chưa đổ nệ, trước phế một chân để ngươi biết sự lợi hại của ta. Ngươi muốn phế chân ai cơ? Ta sai rồi, ta không dám nữa, tha cho ta đi. Cởi quần áo. Bảo ngươi cởi, ngươi liền cởi. Đại ca có thể coi trọng ngươi là phúc khí, đừng có mà không biết tốt xấu. Cả ngươi nữa. Hả đại ca, có cần phải đùa như vậy hay không? Cởi hay là không cởi? Ta cởi, ta cởi. Đúng câu nè, lại đổi mấy cái tư thế đi. Quy củ không cần ta phải nói lại đi, trong 3 ngày không thấy được 20 vạn các ngươi tự chịu hậu quả. Đại ca, quy củ chính là 10 vạn, ngài không thể nào tăng giá như vậy được. 20 vạn, ta làm gì có nhiều tiền như vậy. Chạy mau, nhất định là sẽ đưa đến. Nữ nhân thối, ngươi không phải là nói tiểu tử kia là bao cỏ rất dễ lừa hay sao? Hổ ca, ta không dám lừa ngài. Ta chỉ biết hắn vừa tới Long Kinh, ai biết hắn lại lợi hại như vậy. Cường Long khó áp địa đầu xà, để hắn chờ đó, thù này ta nhất định phải báo. Ây da, cãi chân của ta. Còn ngây ngốc ở đó làm gì, còn không mau tới massage cho ta. À vâng.
Hổ ca đừng như vậy. Ở trước mặt của lão tử, còn giả thanh thuần cái gì? Đừng quên, ngươi còn thiếu ta rất nhiều tiền. Nếu không phải là xem ngươi vừa biết làm vừa biết nghe lời, ta sớm đã đem ngươi tháo ra thành 8 khối rồi. Tiền ta nhất định là sẽ trả đúng hạn, nhưng mà ngươi biết ta không làm loại chuyện này. Trả? Tiền thuê nhà tháng này đều không có giao, ngươi lấy gì mà trả? Hổ ca, để lão tử sung sướng một chút, nói không chừng lão tử sẽ thư thả cho ngươi mấy ngày. Đừng, đừng mà. Còn có thời gian khi dễ nữ nhân, xem ra ngươi tinh lực rất là dư thừa, không cần phải chờ 3 ngày nữa. Lại là ngươi. Tiểu tử, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hổ ca ta cũng không phải là quả hồng mềm, có tin ta chỉ cần một cuộc gọi, ngươi liền không thấy được ngày mai. Phải không? Vậy ngươi gọi đi. Đại ca, đây là 20 vạn. Ngài cầm lấy tiền từ từ. Dùng xong cứ việc nói, tuyệt đối là đừng coi ta thành người ngoài. Hiểu chuyện đó, cốt đi. Chạy mau. Chuyện của hắn xong rồi, tới phiên cô. Đại ca, ta thật sự là không có nhiều tiền như vậy. Vậy lấy thứ khác tới trả. Quả nhiên nam nhân đều giống nhau, dù sao đều tránh không khỏi. Tiện nghi ngươi còn hơn là tiện nghi cho tên khốn kiếp kia. Tới đi. Người đâu? Ta vừa mới giúp cô, giờ ăn chút mì gói hẳn là không quá phận đi. Ngon ngon quá, cái này cũng ngon, nhìn không ra tay nghề của cô lại tốt như vậy. Bạn trai ta cũng từng nói như thế. Cô còn có bạn trai. Vậy hắn làm sao lại mặc kệ cô, để cô phải chịu người khác khi dễ? Nhà ta vốn dĩ là ở nông thôn, ta sau khi tốt nghiệp liền theo bạn trai tới Long Kim làm công. Lúc ấy chúng ta hai người có một chút tích góp, ta lại biết nấu ăn, cho nên tính toán cùng nhau mở tiệm cơm nhỏ. Nhưng mà ai mà biết được hắn tham vọng lớn, học người ta chơi cổ phiếu, đem 3 vạn tiền tích góp thua lỗ sạch sẽ, còn thiếu một khoản nợ lớn. Hắn quá sợ hãi liền bỏ ta lại một mình chạy trốn. Tên hổ ca kia chuyên môn giúp người ta đòi nợ, tìm không được hắn liền đem khoản nợ tính lên đầu của ta, còn uy hiếp ta. Nếu không trả tiền, sẽ đi nông thôn chém chết người nhà của ta, không còn cách nào khác, ta chỉ có thể vứt bỏ lương tâm giúp hắn làm việc xấu. Loại nam nhân này, liền cha nam cũng không bằng. Cô tổng cộng thiếu nợ bao nhiêu tiền? Vốn dĩ chỉ có 1 vạn ba, nhưng mà mấy năm nay nãi mẹ đẻ nãi con, đã lên tới 13 vạn. Nơi này vừa đủ 13 vạn, cầm lấy trả nợ đi. Nếu tên hổ ca kia về sau còn gây phiền phức thì có thể tới tìm ta. Ngươi, vì cái gì muốn giúp ta? Chẳng lẽ là ngươi thích ta? Đừng nghĩ nhiều, ta đã có lão bà, hơn nữa còn xinh đẹp hơn cô nhiều. Nhưng mà ta không thể nào không duyên không cớ của ngươi lại lấy của ngươi nhiều tiền như vậy được. Ta phải báo đáp ngươi thế nào đây? Cái này đơn giản, dù sao ta cũng liền ở ngay tầng trên, về sau cô mỗi ngày cho ta nấu cơm cho ta là được. Cái này không thành vấn đề. Hôm nay Long Kinh phát sinh một trận hỏa hoạn ở chung cư số 1. May mắn không có ai bị thương vong. Trải qua điều tra sơ bộ là do chập điện gây ra. Hiện tại chúng tôi đang tiến hành phỏng vấn tại hiện trường. Đều tại người, sớm đã nói là đừng dùng loại nồi cơm điện kém chất lượng đó rồi. Có thể trách ta, làm giống như là người không có ăn ấy. Thanh âm này sao lại quen tai như vậy? Nếu không phải là cắm nhiều dây điện như vậy, làm sao sẽ chập điện được? Ngươi đền máy tính cho ta. Đồ của ta cũng đều hỏng hết rồi, đừng nói nữa. Hôm nay tính ở đâu đây? Này, không phải là Lưu Mang cùng Trương Phi hay sao? Chúng ta thật sự là có thể ở lại nơi này. Ta đã nói chuyện với bà chủ rồi. Tuy có một chút nhỏ, chỉ có một phòng, nhưng mà vẫn tốt hơn là ngủ ngoài đường. Ây, Vũ Quả Đại, đại ân đại đức này, không có gì để báo đáp. Không thể nào tưởng tượng được chúng ta mới chỉ quen biết mà ngươi lại có thể ở trong lúc nguy nan trợ giúp. Về sau, ngươi chính là ca ca ruột của chúng ta.
Đừng nói mấy lời buồn nôn đó, tiền thuê nhà vẫn cần các ngươi tự mình trả. Cái này không thành vấn đề, tiền nhuận bút hẳn là đủ dùng 1-2 tháng. Chỗ đó không phải đều đã đền cho chủ nhà rồi sao, làm gì còn nữa? Chính là quyển Đại Kim Phong Vân Lục kia của Lý Đại Ca cho ta rất nhiều linh cảm. Vừa mới đăng thêm 2 chương liền có biên tập tìm tới ký hợp đồng. Dị chi trước một chút tiền nhuận bút hẳn là không thành vấn đề. Vũ Quả, các ngươi đang làm gì đó? Ôi, thật là xinh đẹp. Ngươi ở Long Kinh không phải là không có thân thích hay sao? Hai người bọn họ là huynh đệ ta vừa mới nhận thức. Ngươi cũng quá tốt bụng rồi, ở Long Kinh loại dân thất nghiệp lang thang có một đống. Cẩn thận tới lúc đó bọn họ không có tiền lại ăn vạ người. Ai là dân thất nghiệp lang thang cơ chứ? Chúng ta đều là viết tiểu thuyết mạng. Nghe khẩu âm của cô cũng không phải là người ở đây. Cô là muốn làm gì? Bình tĩnh, ta và Vũ Quả là hàng xóm, liền ở tại nơi này. Nhìn dáng vẻ liền không phải là nữ nhân đứng đắn gì. Vũ Quả đại ca, cẩn thận nàng dây dưa mưa. Dây dưa ngươi mới đúng. Yểu nả, ngươi nói ai đó? Ngươi nói ai là yểu nả? Ấy được rồi, đừng có cãi nhau nữa. Lão nương đánh chết ngươi. Nếu mà ngươi không sao chứ? Ta căn bản là không có dùng lực, ngươi đừng có ăn vạ. Hắn là đói bụng quá. Từ sau khi đại ca rời đi, hắn vẫn luôn ngồi gõ chữ, chưa từng ăn thứ gì. Ta vốn dĩ muốn nấu chút đồ ăn, ai biết vừa mới cắm cơm thì đã chập điện. Ta còn tưởng rằng chết đột ngột, thế mà tự mình làm đói tới hôn mê, đúng là đồ ngốc mà. Đi, ta mang các ngươi đi ăn đồ nướng. Không thể nào tưởng tượng được cô trải qua việc như vậy. Bạn trai chạy còn muốn thay hắn trả nợ so với chúng ta còn thảm hơn. Chẳng trách. Trách không được, trên sách thường viết nữ tử sĩ tình sẵn sàng, nữ tử si tình sẵn sàng làm mọi thứ. Hôm nay ta coi như là gặp được. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng mà những lời này nghe thật là cao cấp. Tiểu ca, ngươi đang làm gì? Hắn là viết tiểu thuyết. Hóa ra là người làm công tác văn hóa. Ta là bội phục nhất những người như vậy. Không, không có gì. Nếu ta lúc trước có thể đi học đại học cũng sẽ không đến mức. Ta kính ngươi một ly. Mấy người này vừa rồi còn đánh túi bụi, nhanh như vậy liền thân thiết. Ai gọi lòng nướng? Ông chủ bên này. Đại lệ. Lý đại ca, ngươi đi đâu? Ta có việc, các ngươi ăn xong liền trở về đi. Nhưng mà chúng ta không có tiền để trả. Đại Minh Tinh, đại lệ tới rồi. Đại lệ tiểu thư hôm nay thật là xinh đẹp, nhất định là có thể tỏa sáng ở trên lễ trao giải. Bộ phim ngài làm diễn viên chính đạt được tiếng vang lớn, ngài có tự tin bản thân đã đạt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hay không? Nếu đạt được giải thưởng, ngài chính là ảnh hậu của năm nay. Xin hỏi có cảm tưởng gì muốn chia sẻ với mọi người hay không? Ảnh hậu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Ta chỉ là người mới vào giới không lâu, kỹ thuật diễn còn rất là còn cần phải tăng lên thêm. Đêm nay có rất nhiều nữ diễn viên có kỹ thuật diễn thượng thừa, vô luận là ai đoạt giải đều là danh xứng với thực. Lễ trao giải sắp bắt đầu, phiền toái mọi người tránh ra một chút. Có vấn đề gì sau đó chúng tôi sẽ trả lời. Đại lệ. Đại lệ, thật sự là nàng. Ta làm mơ cũng không nghĩ tới sẽ gặp được nàng ở thế giới này. Cơ mà nàng làm sao tới đây? Chẳng lẽ cái lão già Diêm Vương kia đột nhiên tốt tính? Tiểu tử này là ai? Fan hâm mộ. Không giống, nhìn như là bạn trai ấy. Đây chính là tin hot, mau chụp lại. Vị fan này, xin người bình tĩnh một chút. Ngươi nhầm rồi, ta không phải là fan, mà là đại lệ bằng hữu. Bằng hữu là loại bằng hữu nào? Nam nữ bằng hữu hay sao? Đại lệ tiểu thư, xin ngươi trả lời một chút. Ngươi không phải là vẫn luôn tuyên bố bản thân độc thân hay sao? Chẳng lẽ là yêu đương ngầm, lừa gạt đại chúng? Xin ngươi nói chuyện cẩn thận, bằng không chúng ta sẽ truy tố ngươi tội phỉ báng. Ta cùng đại lệ là... ta không quen biết hắn.
vị tiên sinh này, ta thấy ngươi nhận sai người rồi. Chúng ta đi thôi. Còn tưởng rằng kiếm được tin hot, Nam cao hứng một hồi. Người này vừa nhìn đã biết là kẻ nghèo túng, đại lệ tiểu thư làm sao sẽ coi trọng hắn cơ chứ. Cái này cũng đúng, đại lệ tiểu thư từ nhỏ đã học ở trường quý tộc nước ngoài, dù có yêu đương ngầm thì cũng nhất định là người không tầm thường. Hiện tại, Phan Não Tàn thật sự là quá điên cuồng. Thấy thế nào cũng là đại lệ. Ta không có khả năng nhận sai. Trên đời này người giống nhau là cực kỳ hiếm, tên làm sao cũng có thể giống nhau được. Chỉ là làng vì sao khi thấy ta lại có loại phản ứng này. Lấy tính cách của đại lệ hẳn là Vũ Quả, ta rất nhớ chàng, ta không bao giờ muốn cùng chàng tách ra. Chẳng lẽ là do xuyên qua mà mất trí nhớ, hoặc là có lý do khó nói nào đó. Hơn nữa đại này lại không biết diễn xuất, làm sao lại tiến vào giới nghệ sĩ. Đúng rồi, nghe nói có chút công ty điện ảnh vì kiếm tiền chuyên môn lừa gạt thiếu nữ thiện lương, treo bảng hiệu khai quật minh tinh mới lừa các làm quay chụp ảnh phim xx. Một khi nổi tiếng rồi liền lấy cái đó để uy hiếp, để các nàng đi bồi rượu bồi ngủ, đem các nàng trở thành máy in tiền áp bức cả đời. Đại này đối với sự hiểm ác của người hiện đại hoàn toàn là không biết gì cả. Chẳng lẽ đã trúng bẫy bị khống chế rồi? Không được, nhất định là phải tìm nàng hỏi cho rõ ràng. Xin chào Lý Vũ Quả tiên sinh, ngươi là kẻ đi cùng đại lệ? Ta là đại lệ tiểu thư trợ lý Khải Đặc, đêm nay là tới tìm cậu có việc muốn nói. Ngươi biết tên ta, nói cách khác ta không có nhận sai người. Làng vì sao nói không quen biết, là nói có phải là ngươi uy hiếp nàng? Lý tiên sinh, xin cậu bình tĩnh một chút, đại lệ tiểu thư có lỗi khổ riêng, hy vọng cậu có thể hiểu cho. Nỗi khổ riêng? Vấn đề này để nàng tự mình trả lời cậu đi. Đại lệ Vũ Quả, ta biết ngươi nhất định là rất kỳ quái, vì sao ta sẽ xuất hiện ở thành phố này, lại vì cái gì giả bộ không quen biết ngươi? Bởi vì ta đã không phải là ta của trước kia. Vốn dĩ ta cho rằng tình yêu là thứ quan trọng nhất ở trên thế giới này, nhưng mà sau khi tới đây, ta mới phát hiện ra tình yêu ở trước mặt của hiện thực không đáng giá như vậy. Ở những ngày không có người, ta đều đã chịu rất nhiều khổ cực. Ta vừa tới nơi này, ta bởi vì không có tiền mà lưu lạc đầu đường xó chợ, thiếu một chút nữa là bị người xấu vũ nhục. Vài lần đói đến té xỉu, còn thiếu chút nữa là bị bệnh chết. Ở thời điểm ta khó khăn nhất, là Khải Đặc trợ giúp ta, cứu vớt ta. Nhưng mà những đau khổ kia ta vĩnh viễn sẽ không quên. Hiện tại ta đã có sự nghiệp của bản thân, ta rất quý trọng cuộc sống hiện tại. Là Khải Đặc làm ta thu hoạch được cuộc sống mới, hắn cho ta thứ mà ngươi không cho được. Vũ Quả, thực sự xin lỗi, chúng ta không thể nào quay lại như trước. Nếu ngươi còn yêu ta thì xin hãy quên đi. Cậu phải biết rằng đại lệ tiểu thư cùng công ty có hợp đồng. Nếu để người ta biết được chuyện này, đối với sự nghiệp của nàng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ta tận mắt nhìn thấy đại này ở giới giải trí trả giá rất nhiều mồ hôi công sức mới có được mọi thứ như ngày hôm nay. Nếu cậu còn là một nam nhân, nhiên không cần vì ý muốn của bản thân mà phá hư thành quả làng vất vả tạo dựng. Không hổ là minh tinh, đều sẽ biết tiểu thuyết. Nói nhiều như vậy, không phải là đã neo lên cao giờ ngại bần thích dầu, muốn cùng ta chia tay. Cậu yên tâm, chúng ta sẽ không bạc đãi cậu. Trong tấm thẻ này có 50 vạn, là đại lệ tiểu thư bồi thường cho cậu. Này là tính cái gì, phí chia tay. Cậu, ngươi yên tâm, Lý Vũ Quả ta cho dù nghèo túng tới đâu, cũng sẽ không nhận tiền của nữ nhân. Trở về nói cho đại nệ, ta không phải là cái loại lam nhân lì lợm la liếm người khác. Về sau, ta hai người không ai quen biết nhau, chúc làng tiền đồ vô lượng. Nói hay lắm. Các người, chúng ta đều đã nghe hết. Vũ Quả đại ca, ngươi đừng khổ sở, loại nữ nhân nam ham hư vinh,
lại không cần cũng được. Sông có khúc người có lúc, chớ khinh thiếu niên nghèo. Mất đi người là tổn thất của nàng, nàng sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Chị tiểu nhân hám lời, mang theo tiền dơ bẩn cút khỏi đây đi. Hy vọng ngươi nói được làm được. Rốt cuộc cũng xong việc. Thật không rõ nữ nhân ở thế giới này vì sao lại muốn đi giày cao gót, đau chân chết đi được. Đúng rồi, vừa rồi có nhiều phóng viên, ta không thể nào hội ngộ được với Vũ Quả. Hắn sẽ không tức giận đi. Phải mau chóng đi giải thích rõ ràng mới được. Đại nệ, ngươi muốn đi đâu? Tiểu Kiệt tỷ, chuyện đêm nay ta đều đã nghe nói, chúc mừng ngươi lại cầm được ảnh hậu. Cảm ơn, cơ mà ta hiện tại có chuyện quan trọng, muốn ra ngoài một chút. Đi tìm nam nhân kia. Vâng. Ta không phải đã cùng ngài nói qua rồi sao? Ta tới nơi này là vì tìm kiếm một người. Chính là hắn, hóa ra là vậy. Tiểu Kiệt tỷ, ta biết nghệ sĩ dưới trướng của ngài không thể nào yêu đương, nhưng ta thật sự là không thể nào không có hắn. Nếu ngài cảm thấy như vậy sẽ ảnh hưởng tới công ty, ta nguyện ý hủy hợp đồng. Tiền kiếm được mấy năm nay ta đều không cần, coi như là báo đáp ngài. Nhìn ngươi nói kìa, ta là người không bất cận nhân tình hay sao? Ngươi đợi lâu như vậy mới có thể cùng người yêu gặp lại, ta cũng cao hứng thay cho ngươi. Làm sao lại phản đối cơ chứ? Thật sự. Cảm ơn ngươi Tiểu Kiệt tỷ. Hay nha đầu ngốc. Cơ mà việc đêm nay đã lên men ở trên mạng rất là lợi hại. Vừa rồi bảo an cho ta biết, bên ngoài biệt thự vây đầy phóng viên, mọi người đều đang chờ ăn dưa. Nếu ngươi hiện tại đi tìm hắn, nhất định là sẽ bị chụp đến. Không bằng chờ thêm mấy ngày, sự tình bình ổn một chút, ta lại an bài cho hai người gặp mặt được chứ. Chỉ là, dù sao ngươi đều đã đợi lâu như vậy, chẳng lẽ còn sợ chờ thêm mấy ngày hay sao? Hơn nữa, quan hệ của các ngươi một khi bị lộ ra, hậu quả ngươi hẳn là đã biết. Ngươi cũng không nghĩ mang cho hắn phiền toái đi. Cái này được rồi, vậy làm phiền tỷ. Yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta. Đối với nữ nhân mà nói, giấc ngủ chính là biện pháp làm đẹp tốt nhất. Sáng mai còn có tiệc mừng công, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Vâng. Thứ không biết điều. Mẹ nuôi, chuyện gì mà tức giận như vậy? Còn không phải là nha đầu đại lệ kia. Cũng không nghĩ lúc trước là ai đem nàng từ tiệm mì nhặt tới, biến nàng từ cô nàng phục vụ thành đại minh tinh. Vốn dĩ cho rằng lấy nàng nhan sắc là có thể trở thành cây hái tiền. Ai mà biết được đầu gỗ này vừa không chịu lịnh bợ đạo diễn, lại không chịu bồi rượu xã giao, chậm trễ rất nhiều chuyện của ta. Hiện tại lại gặp phải phiền toái như vậy, tức chết não lương rồi. Chỉ là một cô nàng mà thôi, đáng giá để ngài tức giận như vậy sao? Lấy thủ đoạn của mẹ nuôi, xương cứng tới đâu cũng phải mềm nhũn. Đại lại hiện tại đang núp hót, chúng ta tạm thời chưa vội rạch mặt, chờ qua mấy năm. Nói không sai, chờ đến khi đó, xem ta đem cả vốn lẫn lời lấy về. Sự tình đã giải quyết thế nào? Video chúng ta làm không có một kẽ hở, người nọ đã hoàn toàn tin, đáp ứng về sau sẽ không tìm đại lệ nữa. Cơ mà hắn không có lấy tiền. Đúng là đồ ngốc, bảo sao lại nghèo túng. Đại lệ đối với tiểu tử đó chấp mê bất ngộ, để hắn níu lại trước sau cũng là cái tai họa ngầm. Mẹ nuôi yên tâm đi, ta đã tìm người, đêm nay liền đem tiểu tử đó đuổi ra khỏi Long Kinh. Người nào có thể tin được hay không? Tin tưởng được. Người nọ là đầu lĩnh của thế giới ngầm, có hắn ra tay, bảo đảm là tiểu tử kia về sau nghe hai chữ Long Kinh đều sẽ đáy ra quần. Vẫn là người đáng tin cậy. Cái gì mà tình cảm quan trọng hơn tiền, đều là lừa người. Quả nhiên hiện thực không như tiểu thuyết. Chúng ta cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, cùng nhau trải qua sinh tử hoạn nạn, cuối cùng lại là bại bởi tiền tài, thật là quá buồn cười. Thiên hạ làm gì có chân lái để mà nói chứ. Cơ mà tiền vẫn là muốn, không biết ghép lại còn có thể dùng được hay không.
Tiền cái gì mà tiền? Ây, nam nhân liền phải có cốt khí. Cũ cả. Ta duy trì ngươi, nam nhân tốt giống như là ngươi. Là không cần thì vẫn có rất nhiều người cần. Ngày mai ta liền giới thiệu cả một tá tỉ muội cho ngươi. Người người đều xinh đẹp hơn ảnh hậu kia.